Trưa nay, 287 kiều bào Việt Nam từ Ukraine đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài sau hành trình dài chạy nạn chiến tranh. Sau nhiều năm tha hương kiếm sống, giờ phải hồi hương bởi hoàn cảnh không mong muốn, không ít người nuối tiếc cũng như là băn khoăn chuyện mưu sinh ở quê nhà. Dù vậy, họ cảm thấy mình đã thoát được sự khắc nghiệt của chiến tranh và về quê hương là về với sự an toàn. Sau chặng bay dài, những người Việt ở Ukraine hồi hương vui mừng và an tâm đã về tới quê hương. Phần lớn trong số này là bà con đã sinh sống nhiều năm tại Ukraine từ lâu. Họ xem Ukraine như quê hương thứ hai của mình. Chiến tranh bất ngờ đến và họ đành bỏ của, chạy lấy người. Khi về Việt Nam là rời khỏi nhà là 12 ngày ạ. Chiến tranh là ngày 24, mà 28 là gia đình di tản đi sang ở Moldavi về Romania là 10 ngày, hôm nay là bay được chuyến bay đầu tiên về đấy ạ. Chạy người còn của tài sản xe cỏ về hàng hóa là bỏ lại hết tất cả chứ không có cái gì ạ. Thì Ukraine là giống như thế là đất nước thứ hai của mình, người mẹ thứ hai của mình thôi. Thì có nhà cửa xe cổ bên đó thì em cũng đắn đo, nhưng mà thật sự là cuộc chiến tranh nó quá nguy hiểm. Bom đạn vậy là tên lửa thì nó rồi không biết là lúc nào tới mình, nên cái tốt nhất mà em muốn bảo vệ gia đình đó chính là phải hãy về với gia đình của mình ở Việt Nam rồi. Điều mà Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan trong những ngày qua là phải thần tốc công việc để đưa bà con Việt kiều ở Ukraine về nước càng sớm càng tốt. Phải làm sao người Việt trong vùng chiến sự không bị thiệt mạng, tránh bị thương và trong quá trình sơ tán họ không bị đói, lạnh. Khi về đến Việt Nam, phải làm sao để bà con hồi hương sớm ổn định cuộc sống. Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã có công văn gửi cho tất cả các mặt trận Tổ quốc của các tỉnh thành để đề nghị yêu cầu là Mặt trận Tổ quốc phối hợp với cả chính quyền địa phương tạo điều kiện tốt nhất cho bà con được sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập, và cũng sẽ tính thêm cái bước tiếp theo trong một tương lai. Ngày mai họ sẽ có một cuộc sống mới trong lòng quê hương, dù rằng sẽ có nhiều thách thức mới. Thế nhưng từ giây phút được đặt chân lên đất mẹ, họ đã an toàn. Bây giờ là rất mừng, khỏe được rồi. Lúc trên đường đi thì rất vất vả, rất cực. Nhưng mà bây giờ thì yên tâm rồi, khỏe rồi, vui rồi. Rất cảm ơn. Trong khó khăn, trong hoàn nạn thì mình gặp được những cái tấm lòng là rất chân quý. Bây giờ người nhà, người thân, ông bà cha mẹ ai cũng rất là mong muốn con từ ở nơi chiến trường về. Từ một những cái năm mà sống rất là lâu ở bên kia, chúng tôi á gắn bó cả cuộc đời bên kia. Bây giờ các cháu về đây cũng như là mất đi một quê hương thứ hai ở bên kia. Không nghĩ là chiến tranh lại xảy ra đến cái mức độ trên thế này. Rất là cảm ơn, rất là cảm ơn Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam. Trong khi đó, công tác chuẩn bị cho chuyến bay giải cứu bà con người Việt chạy nạn từ Ukraine sang Ba Lan vào ngày 9 tháng 2 đã hoàn tất. Danh sách 270 hành khách đầu tiên đã được phê duyệt. Và trong ngày hôm nay, 8 tháng 3, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan sẽ gọi điện cho từng người để khẳng định nhằm không bỏ trống bất cứ ghế nào trên chuyến bay giải cứu. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực châu Âu, đưa tin từ Ba Lan. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết, tính đến sáng ngày hôm nay, 8 tháng 3, đã có trên 1.000 bà con người Việt chạy nạn chiến tranh từ Ukraine sang Ba Lan đăng ký tham gia chuyến bay giải cứu công dân được nhà nước tổ chức, bay từ thủ đô Warsaw của Ba Lan về Hà Nội. Số lượng đăng ký tăng rất nhanh trong 2 ngày gần đây sau khi có những đoàn lớn bà con người Việt nhập cảnh vào Ba Lan. Việc xét duyệt trong danh sách chờ cũng được thực hiện theo các tiêu chí, ưu tiên phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 14 tuổi, người già trên 60 tuổi hoặc những người đang có vấn đề về sức khỏe. Dưới trời mưa rét, tất cả đều rất là mệt mỏi. Nhưng mà sang đến được đất Ba Lan thì nhận được sự tiếp đón nồng hậu, chân thành. Không những là của những người cộng đồng Việt Nam và hội đoàn Việt Nam ở thành phố Warsaw và tất cả những người Ba Lan, những đội thiện nguyện ở ngay gần biên giới đấy, người ta cũng đỡ rất tận tình. Số lượng bà con đổ về thủ đô Warsaw rất đông, nhưng hiện nay nhờ công tác thông tin từ sớm nên sau khi qua cửa khẩu, họ đã liên hệ đăng ký với các tổ chức thiện nguyện, các đơn vị tiếp nhận người tị nạn của Ba Lan và Liên minh châu Âu EU để được trợ giúp tốt nhất.
Hiện nay, Ba Lan và Liên minh châu Âu đang dồn các nguồn lực rất lớn để trợ giúp người chạy nạn chiến tranh từ Ukraine, nên điều kiện ăn ở, dịch vụ y tế, cũng như các thủ tục đăng ký, quy chế tị nạn đều thuận lợi hơn so với các hoạt động thiện nguyện tự phát từ cộng đồng. Ngay cả ở Ba Lan hay là ngay ở EU thì các cái bộ luật về người nước ngoài và xử lý đối với cái vấn đề khủng hoảng này nó được thay đổi hàng ngày. Như ở Ba Lan thì đến ngày mai chính phủ Ba Lan mới chính thức ra cái bộ luật liên quan đến người tị nạn ở Ba Lan cũng như ở châu Âu. Thế nên là các cái thông tin sẽ còn phải được cập nhật. Vì vậy nên chúng trước hết để nó đáp ứng được cái nhu cầu này thì chúng tôi quyết định là dựa trên cơ sở của anh em đang có sẵn ở Ba Lan và sẽ phải coi như sử dụng thêm những bà con mà đã sang đến Ba Lan này để họ có được cái kết nối đối với những người đang ở Ukraine và cả những người còn chưa chuẩn bị đi sang bên Ba Lan để làm sao các thông tin lan truyền sang đối với bà con một cách nhanh chóng nhất. Liên quan đến sai phạm trong việc thổi giá kit test COVID-19 xảy ra tại công ty Việt Á, chiều hôm nay 8 tháng 3, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự và Đại tá Nguyễn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị Vật tư thuộc Học viện Quân y để điều tra về tội tham ô tài sản và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo giám sát để một số cán bộ lãnh đạo học viện vi phạm các quy định khi đề xuất thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 và việc mua sắm vật tư kit xét nghiệm từ công ty cổ phần công ty Việt Á. Trong đó, xác định là Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Thượng tá Sơn, Đại tá Hiệu và lãnh đạo cán bộ một số đơn vị thuộc học viện cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản đề xuất Chính phủ công nhận 7 loại giấy tờ để làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19. Theo đó, các loại giấy tờ bao gồm quyết định cách ly tại nhà, giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly, giấy xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, giấy xác nhận bị mắc COVID-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ COVID cộng đồng, y tế cơ quan, doanh nghiệp, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung, xác nhận đã điều trị COVID-19 của các bệnh viện dã chiến nếu có. Bộ Y tế đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19. Nếu đề xuất được thông qua, người lao động mắc COVID-19 điều trị tại nhà có thể dùng giấy xác nhận hoàn thành cách ly hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội. Theo thống kê sơ bộ, tính đến đầu tháng 3 năm nay, cả nước có gần 1 triệu F0 điều trị tại nhà và có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mắc COVID-19 để hưởng chế độ, trong đó có chế độ nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội.